Hello, xin chào nhà. Em lên một con đồng hồ Invista, đồng hồ cơ automatic mới 100% nguyên táp 1295 đô. Nguyên hộp luôn. Đó, dạ quen nè cả nhà. Cực kỳ sáng, sáng cả viền và cọc số luôn nè. Đó, đây là dòng lặn chống nước 200 m, size 47 chưa nấm nha, cả nấm là 52, 53. Đó, dạ quen là rất là sáng luôn, kính sapphire luôn nha. Đây, nguyên hộp nó luôn cả nhà ơi. Còn có cái chống ẩm luôn, đó, sổ sách đầy đủ nguyên hộp nha, đó, mới 100%. Đây là đồng hồ cơ dòng lặn, tay anh em phải 18, 18 đổ lên nha cả nhà, chứ 18 là còn nhỏ luôn á, 18 rưỡi luôn phải đeo mới vừa nha, 18 rưỡi 19, niềng xoay thép đúc rất là hầm hố luôn, kính sapphire, con này chống nước đến 300 m nha, sản xuất tại Malaysia, em bao thầy thợ kiểm tra thoải mái luôn. Đó, đây. Đây. Flam Fusion Crystal. Đó, đây là loại kính do Invista sáng chế, kính sapphire nha. Đó. Lỗ máy, chạy máy NH35A, đây là máy Seiko cực kỳ trâu bò luôn. 24 chân kính. Đó. Đây, sản xuất tại Malaysia, chống nước đến 300 m. Quá tuyệt vời luôn đó nha. Kính sapphire luôn, hiếm lắm nha. Đây, còn đây là nấm cổ chai và có cốt tay, có thêm hacking stop đó. Với cái số tiền này mình bỏ ra thì cực kỳ là xứng đáng luôn nha, còn hơn là mua mấy con Seiko 5 nha cả nhà. Mấy con Seiko 5 thì giá mới nó cũng có 3, 4, 5, 6 triệu thôi, mà con này nè, táp của nó nè, ngàn mấy đô em săn sale được nha, chứ không phải lúc nào cũng có nha cả nhà. Đó, nguyên hộp luôn. Đó, kính sapphire này kia đầy đủ, thép đúc size rất là to bự nha. Đó, quá trời sướng luôn nè, lắc nhẹ thôi cũng chạy rồi, niềng xoay tanh tách, có hai khóa bảo vệ luôn, khóa bảo vệ và thêm một khóa gài nữa. Đó, thép đúc rất là nặng nha. Đó, nguyên hộp luôn. Em còn một con duy nhất kiểu này nhớ nha. Đó, 1.295 đô. Em bán là 2.980.000, bao ship luôn, bao cả nhà kiểm tra luôn thoải mái nha. Đó. Rồi, em mời cả nhà nha.